Hello, chào mọi người. Hôm nay ngày 17 tháng 9 nha mọi người. Cây 170901 mình giới thiệu mọi người một cây mà mình hoàn thiện lại từ một cái gọng 12K GF nha mọi người. Cây này là một cây mình pha trộn lại nha mọi người, pha trộn lại bằng cách là một chút nữa mình sẽ nó rõ mọi người ha. Thì đây là cái bao mình dành cho nó ha, một cái bao gần như là mới hoàn toàn ha. Đây ha mọi người, đây là một cái bộ sản phẩm của nó mọi người ha. Đây. Đây là một con sorter mọi người, sorter 6207 mình ha. Và do nó là 07 nên là cái chiều rộng khung của nó là 13 năm nha mọi người, 13 năm. Bằng với lại một con 5814 nha mọi người ha. Rõ. 13 năm rồi ha. Rồi, giờ mình giới thiệu cái kính nha ha, cái kính này mọi người. Cái kính này thì mình dùng một cái khung Ray-Ban 12K GF mọi người. Ray-Ban BL 1/10 12K GF mọi người ha. Và độ mới cực cao mọi người, độ mới cực cao, gần như là một cái khung chưa qua sử dụng mọi người. Mọi người thấy cái phần đệm mũi không? Đệm mũi gần như mới ha. Nguyên bản mọi người, phần mới. Và mình lắp lên là một cái bộ tròng 6214 mới 100% nha mọi người. Một bộ tròng chính hãng mới 100%. Thập niên 90 rồi ha, thập niên 90. Và đây là một cái tròng G15 nha mọi người, G15. Tròng mới chưa qua sử dụng nha mọi người, còn cực kỳ đẹp rồi ha. Và cái càng cũng được thay bằng một cái càng thẳng chính hãng người ha, càng thẳng chính hãng rất là đẹp. Thì đây là lần đầu tiên mình tùy biến theo cái hình thức như vậy mọi người, tại vì thực chất thì mình thấy là nhu cầu nhiều người thích một cái dòng mà 12K, tuy nhiên cái dòng 12K nó quá cổ rồi. Và cái việc quá cổ thì đi kèm với nó là cái tròng của nó là chưa có chữ Ray-Ban và cũng như chưa có phun cát mọi người. Tuy nhiên người ha, nhiều người sẽ thích cái chữ Ray-Ban hơn người, cái chữ Ray-Ban này. Và những cái dòng này thì đa số là càng chun càng cong ha, nên là cũng hiện tại mọi người nhiều người ta không có chuộng, cho nên là mình tùy biến một cái sản phẩm để đáp ứng cho những ai mà có nhu cầu muốn có một con gọng 12K GF mọi người, 12K GF. Thấy không? Và một cái bộ càng thẳng ha, càng thẳng rất đẹp. Cùng với đó là một cái bộ tròng chính hãng Ray-Ban có chữ ha, thập niên 90, phun cát BL hai bên góc 9 giờ 3 giờ. Nói chung về cái đồ hoàn thiện thì con này nó quá đẹp nha, con này quá đẹp, mình chọn lọc rất là lâu rồi mới làm được một bộ như vậy mọi người. Và cái bộ này giá là 8 triệu 5 mọi người ha, 8 triệu 5, mã là 170901 mọi người. Hôm nay thì mình sẽ làm cho mọi người 3 cây ha, 3 cây. 3 cây trồng 62 mọi người, thì sắp tới 2 cây tiếp theo thì mình sẽ tách ra mỗi cây một cái clip để cho mọi người tiện tham khảo ha. Càng còn rất là đẹp ha, càng còn rất là đẹp. Không có một cái nổi li ti hay là gì cả, còn càng gần như càng mới ha. Cái phần đệm mũi người, cái phần đệm mũi của cái đời này nó có
BL phía trong luôn nha mọi người. Mọi người để ý thấy nha, thầy thấy không? BL mọi người, BL. Chúng nhìn đây hơi khó thấy tại vì nó không có cái góc để nhìn mọi người, không có góc để nhìn. Nhưng mà bên trong cái phần nhựa này nó sẽ có khắc cái chữ BL nha mọi người, BL. À, ở đây mọi người. Để mình sẽ zoom lên cho mọi người xem là nó có thấy được không nha. Đó, mọi người thấy không? Đó, nó sẽ có chữ BL trong đây mọi người, BL trong đây. Đó thấy không? Đó, BL nè, BL thấy không? BL. Còn trên đây là BL Ray-Ban. Ray-Ban BL 1/10 12K ZS mọi người. Ok, đó, 8.500.000 nha mọi người, 8.500.000 một con để mọi người có thể sưu tầm kiểu tùy biến người, tùy biến. Thì với con này mọi người, những ai mà dùng size 58-14 là có thể đeo con này rất là đẹp ha. Cái tròng của nó sẽ to và nhìn rất là cân đối mọi người, rất là cân đối luôn. Mọi người lưu ý nha, đây là một con tròng 62 mọi người, 62 và cầu 07 ha, 6207. Cái phần khuyên tròn shorter của cái cây này nó là 07 chứ không phải 09 nha mọi người, người lưu ý nha, nên là nó sẽ hẹp hơn những cái dòng thông thường nha mọi người. Rất đẹp người, chắc chắn cân đối ha mọi người ha. Rồi ok. Mọi người có nhu cầu mua con này thì liên hệ nha. Cảm ơn mọi người nhiều. Một cái bộ của nó đây nha mọi người. Bộ đồ tặng kèm theo là một cái khăn của một cái hãng kính bên Nhật rồi ha.